Nhảy, nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi, tầng 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 tầng. Nhảy đi mày. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đang quay trở lại với Tech Room và mình là Sang Hí. Đây là Galaxy A32, chiếc Galaxy A mới với cụm camera trà sữa vô cùng độc đáo. Chiếc Galaxy A32 mình có trên tay ở đây là phiên bản màu tím nằm trong bộ 4 màu mà Samsung ra mắt ở Việt Nam, bao gồm tím, xanh, đen, trắng. Với nhiều màu sắc như thế này thì người dùng trẻ có thể theo hồ lựa chọn và thể hiện bản sắc cá nhân của mình. Với màu tím trên tay của mình ở đây thì các bạn có thể liên tưởng màu tím này chính xác là màu đã xuất hiện trên Galaxy S21 series. Cái màu tím trông sang trọng và rất là bắt mắt. Thay vì khung viền màu vàng giống như phiên bản cao cấp hơn thì chiếc máy này vẫn có khung viền dạng màu tím đồng màu với mặt lưng, mang lại một nét gì đó liền lạc trong thiết kế. Đồng thời thiết kế của Galaxy A32 theo mình là một cái thiết kế vuông vức, vừa nam tính nhưng mà kết hợp với những màu sắc mà chiếc máy này có lại mang lại cảm giác dễ chịu và rất là phù hợp dành cho mùa hè. Với một người có giới tính thẳng băng như mình thì mình vẫn rất là ưa thích cái màu tím trên máy này chứ không gặp vấn đề gì cả, thưa anh em. Điểm nổi bật nhất trên thiết kế của Galaxy A32 chắc là phải nằm ở cụm camera của máy. Nói là một cụm cho dễ hiểu thôi chứ cái phần này thì hoàn toàn không có một cụm nào ở đây cả, khi mà Samsung đặt tách tất cả các ống kính của máy ra. Mỗi cái ống kính là một phần riêng biệt và nằm nổi đến mặt lưng. Nhờ cái thiết kế này mà trong cái máy trông như bốn hạt trân châu đặt liền lạc trên mặt lưng này chứ không có dính gì tới nhau cả. Phần đẹp xấu thì tùy quan điểm cá nhân của mọi người, nhưng mình thấy cái cụm camera này khá là ấn tượng và kết hợp với màu tím của máy đang có nữa thì tạo cảm giác rất là mới lạ trong quá trình sử dụng cá nhân của mình với chiếc Galaxy A32. Và bốn ống kính này có thông số lần lượt là 64 chấm cho cảm biến chính, 8 chấm góc siêu rộng 123 độ, 5 GP dùng để đo độ sâu trường ảnh và 5 GP dùng để chụp siêu macro. Ở mặt trước là camera selfie của máy có độ phân giải là 20 MP. Ngoài ra trọng lượng và độ mỏng của máy này cũng là một điểm rất là đáng nói tới, với viên pin 5000 mAh hỗ trợ sạc nhanh 15W, nhưng mà chiếc máy vẫn có một trọng lượng và cảm giác cầm nắm vô cùng thoải mái. Nhắc lại một lần nữa là cái form máy thì khá là vuông vức chứ không bị quá bo công nhiều, nhưng mà cảm giác sử dụng của mình cùng Galaxy A32 vẫn khá là tuyệt vời. Lật sang mặt trước là một điểm cộng khá lớn đối với riêng mình cùng chiếc máy tầm trung này đến từ Samsung. Chúng ta đều biết là Galaxy dòng A3XX đằng sau á thì dòng 3 là thấp nhất tới 5-7. Thường thì những chiếc máy mà có đầu 3 thì sẽ không có cao cấp và được trang bị những cái yếu tố phòng cứng tốt như những chiếc máy tầm trung cao cấp hơn của Samsung. Nhưng mà năm nay thì Galaxy A32 được trang bị một cái màn hình 6.4 inch Full HD Plus Super AMOLED và đặc biệt là tần số quét 90Hz, giúp cho cái màn hình này vừa đẹp vừa có độ sáng cao tối đa lên tới 800 nit, màu sắc nổi khối vẫn đảm bảo được việc là chúng ta sẽ có chuyển động mượt mà, vuốt chạm thoải mái, sướng hơn trên cái màn hình của sản phẩm. Đó là điểm hiếm có một chiếc máy tầm trung, thường thì chúng ta chỉ chọn một trong hai thôi, một cái màn hình đẹp và một màn hình có tần số quét cao. Samsung cho chúng ta cả hai. Nhưng mà đổi lại một cái màn hình có chất lượng hiển thị và cái trải nghiệm tuyệt vời thì chúng ta sẽ có một cái dạng thiết kế hơi cũ một xíu, Infinity O và phần viền dưới hơi dày. Ở đây đặt nguyên cái logo Samsung còn được. Về mặt cấu hình của Galaxy A32 thì chiếc máy được phân phối tại thị trường Việt Nam, đây là phiên bản 4G nha anh em, để mọi người không bị lăn tăn nhầm lẫn thì chiếc máy này sử dụng con chip đến từ MediaTek Helio G80. Đây là con chip chuyên game có hiệu năng chơi game tốt hơn những con chip khác đến từ cái thương hiệu MediaTek của Đài Loan. Đồng thời với đó thì chiếc máy này có tới 6GB RAM và 128GB ROM, tha hồ cho các bạn lưu trữ sử dụng mà không lo hiện tượng giật lag. Với giá khoảng 6,9 triệu đồng thì đây là một cái cấu hình tương đối ổn đối với riêng mình. Đặc biệt thì nhiều cửa hàng có những chương trình khuyến mãi giảm giá đặc biệt cho chiếc Galaxy A32 này. Cuối cùng là phần mềm của chiếc máy này thì Samsung trang bị cho Galaxy A32 một phiên bản có phần mềm cực kỳ mới, One UI 3.1 trên nền Android 11. Người dùng có thể thoải mái tận hưởng những cái trải nghiệm mới nhất về mặt phần mềm của một chiếc điện thoại Android trong năm 2021. Đó là những gì mình cần chia sẻ đến anh em trong video ngày hôm nay về Galaxy A32, chiếc máy mới nhất thuộc dòng A series được Samsung cho ra mắt trong ngày hôm nay. Đó là bài trên tay nhanh thôi, để có những cái đánh giá sâu hơn, kỹ hơn, chi tiết hơn thì các bạn đón chờ những video khác trên Tech Room ha. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.